Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lấp vịnh Hạ Long phân lô bán nền và câu chuyện tham nhũng đất đài. Câu chuyện dự án xây dựng khu đô thị của công ty Đỗ Gia Capita, chủ đầu tư dự án ở thành phố Cẩm Phả với tổng diện tích gần 32 ha đang làm xôn xao dư luận cả nước. Dự án này bao gồm 451 căn biệt thự, nhà ở liền kề cùng với công trình thương mại, dịch vụ hỗ trợ trong đó có khách sạn cao 7 tầng. Trong diện tích của dự án này có 4 hecta nằm trong vùng đệm của Vịnh Hạ Long. Bỏ qua vấn đề có vi phạm hay không vi phạm luật bảo vệ di sản hay luật bảo vệ môi trường của dự án. Vấn đề cho thấy rõ ràng nhất ở dự án tai tiếng này là việc đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là một lỗ hổng rất lớn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân bắt tay với các quan chức nhà nước ca cấp từ trung ương đến địa phương để mà tham nhũng dự án lấp vịnh Hạ Long của công ty Đỗ Gia ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Cụ thể, báo chí cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capita được thành lập vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, nhưng ngay sau đó đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, thời điểm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, doanh nghiệp này mới chỉ được có 42 ngày tuổi. Vậy mà đã loại được tới 8 đối thủ nặng ký để chúng đấu giá khu đất nghìn tỷ này. Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên Môi trường và Thanh tra Chính phủ trong những năm gần đây, khẳng định tham nhũng đất đai là một trong những hình thức tham nhũng phổ biến nhất ở Việt Nam. Đó là tình trạng các giới chức các địa phương giao đất công cho tư nhân, thực hiện các dự án không đúng quy định để mà trục lợi. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khi tiếp xúc với cử tri ở Đà Nẵng vào hồi cuối tháng 4 năm 2023 đã công khai thừa nhận rằng tham nhũng tiêu cực trong chính sách đất đai thời gian qua diễn ra rất nhiều và phức tạp. Theo ông Võ Văn Thưởng, có nhiều quan chức, trong đó có cả các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ở các tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, vân vân, đã bị kỷ luật truy tố về các vi phạm về đất đai trong thời gian vừa qua. Tại Hội nghị Trung ương năm khóa 13 vào tháng 5 năm 2022, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, trong phát biểu khai mạc đã thừa nhận rằng Nhiều người trong nước giàu lên nhờ đất, nhưng cũng có không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí có người đi tù vì đất. Mất cả tình nghĩa cha con, anh em, đồng chí cũng vì đất. Theo ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia là nguồn lực to lớn của đất nước thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Người dân biểu tình chống cưỡng chế đất Đất đai ở Việt Nam theo hiến pháp là thuộc sở hữu toàn dân nhưng do nhà nước thống nhất quản lý. Theo giới chuyên gia, đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng đất đai mất kiểm soát lâu nay. Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây đã thừa nhận sở hữu toàn dân về đất đai ở việt nam là một khái niệm chưa được định nghĩa rõ ràng chưa ai định nghĩa đất đai là sở hữu công cả nhà nước cứ tự nói là sở hữu công chứ có phải thế đâu theo giáo sư võ thì phải đưa ra một cái định nghĩa về sở hữu công là như thế nào bởi nó toàn là chữ toàn dân nghĩa là có dân trong đó mà có dân ở đấy thì vai trò của người sử dụng đất được xác định như thế nào đây không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua có tới 70% số vụ tố cáo khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong những năm gần đây có đến 98% đơn khiếu nại mà Bộ này nhận được thuộc về lĩnh vực đất đai. Đội ngũ dân oan rất đông đảo từ Bắc đến Nam. Thực tế đã cho thấy những vụ khiếu nại đất đai kéo dài dài dẳng suốt nhiều chục năm qua, mấu chốt vì mức đền bù quá rẻ mạt. Đó là lý do nảy sinh các điểm nóng như đồng tâm thủ thiêm dương nội. Từ đó đã tạo ra một đội ngũ dân oan đông đảo mà nhà nước giải quyết không triệt để gây phẫn nộ đối với nhân dân. Do đó, chuyện đòi quốc hội phải bàn về luật đất đai sửa đổi theo hướng phải công nhận quyền tư hữu về đất đai là vấn đề cấp bách, không chỉ để đảm bảo quyền lợi cho số đông dân chúng mà còn ngăn chặn lợi ích nhóm của các doanh nghiệp do các quan chức cấp cao chống lưng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm ngày hôm nay với bản tin Lấp Vịnh Hạ Long phân lô bắn nền và câu chuyện tham nhũng đất đài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm tô lâm hãy bớt tham vọng quyền lực cho dân được nhờ công an việt nam được đảng cộng sản việt nam coi là lực lượng thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ chưa đủ họ còn yêu cầu lực lượng công an phải tuyệt đối trung thành với đảng trên tinh thần còn đảng thì còn mình mới yên tâm nhưng dư luận xã hội gần đây nhận thấy tình trạng công an viên phạm pháp bị bắt giữ bị truy tố và bị đưa ra xét xử liên tục với các tội danh như lừa đảo trộm cướp, bắt cóc tống tiền đang gia tăng trở nên rất đáng báo động. Mới đây nhất trên mạng xã hội đang nóng về vụ việc một thượng tá công an đã mua dâm trẻ vị thành niên. Theo thượng đó thì vào ngày 4 tháng 11, truyền thông nhà nước đưa tin thượng tá Phạm Văn Hùng, phó khoa lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn của trường đại học cảnh sát nhân dân ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt vì mua dâm một bé gái dưới 15 tuổi một cựu phó khoa trường đại học bị bắt vì mua dâm người dưới 18 tuổi. Điều đáng chú ý là chỉ sau ít giờ đăng tin, hầu hết các bản tin với nội dung vừa kể trên lập tức bị gỡ bỏ hay đổi tiêu đề thành một cựu phó khoa trường đại học bị bắt vì mua dâm người dưới 18 tuổi. Và tên nhân vật đổi thành viết tắt gọi là ông H. dư luận nhận xét hầu hết các vụ việc liên quan đến mại dâm, công an chỉ bắt và xử lý người bán dâm hay người môi giới mại dâm và thường bỏ qua người mua dâm. Câu hỏi đặt ra là tại sao một vụ thượng tá công an mua dâm lại bị đưa lên báo? Điều đó cho thấy có một sự bất bình thường. Trên mạng xã hội đã có các bài bình luận kèm theo các bài liệu điều tra từ cơ quan công an tiết lộ ra như sau. Thượng tá Phạm Văn Hùng nhờ môi giới mại dâm có một phụ nữ tên là Miều với giá 6,5 triệu đồng để mua dâm trẻ vị thành niên sau đó cô Miều dẫn bé gái tên là Thư 15 tuổi đến bán dâm trong Hùng cùng với một đồng nghiệp cũng là giảng viên của Đại học Cảnh sát tại một căn hộ chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình giao lưu thân mật, Hùng và đồng nghiệp đã phát hiện ra bé Thư bất tỉnh, không rõ lý do và báo cô Miêu đến để đưa đi cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi. Theo một nguồn tin cho biết, do bé Thư chơi ma túy bị sốc dẫn đến thiệt mạng nên thượng tá Phạm Văn Hùng bị bắt tạm giam để điều tra. Theo cơ quan công an, khi lấy lời khai, Phạm Văn Hùng đã khai báo chưa thành khẩn, thiếu sự hợp tác. Thượng tá Phạm Văn Hùng, phó khoa lý luận chính trị Đại học Cảnh sát nhân dân của Việt Nam. Vụ bắt giữ thượng tá Phạm Văn Hùng diễn ra trong bối cảnh có hàng loạt các vụ bê bối liên quan đến giới chức công an tại nhiều địa phương được truyền thông nhà nước đưa tin. Chỉ trong một ngày mùng 2 tháng 11, đã có liên tục các vụ việc như sau diễn ra. Vụ việc thứ nhất là tờ báo Tiền Phong đưa tin, bị cáo Nguyễn Xuân Dũng, cán bộ Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế cùng vợ bị kết án tổng cộng 33 năm tù với cáo buộc đã lừa đảo, chiếm đoạt tới 18,2 tỷ đồng của 12 người. Vụ án thứ hai theo tờ báo Dân trí, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, 39 tuổi, cán bộ công an ở thành phố Hồ Chí Minh bị kết án tới 16 năm tù với cáo buộc làm giả các chứng từ để chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 27 tháng 6, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản đối với ba cựu công an đi bắn dê của dân, gồm Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng đều là công an huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Nghiêm trọng hơn là vụ việc thượng úy Nguyễn Đức Trung, cán bộ đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 14 tháng 8 đã bắt cóc một bé trai tại Hà Nội đòi tiền chuộc đến tới 15 tỷ đồng với lý do đánh bạc thiếu nợ. Và tiếp theo còn rất nhiều những vụ án khác liên quan đến ngành công an trong thời gian vừa qua. Những điều kể trên để thấy rằng đạo đức tư cách của cán bộ chiến sĩ công an đã trở lên mức rất đáng báo động nghiêm trọng nhưng dư luận thấy rằng thời gian gần đây bộ trưởng bộ công an tô lâm không lo giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự ở chức trách của mình mà lại chỉ lo chen chân vào chức năng của những ngành khác để mà thâu tóm lợi ích và quyền lực cho mình có thể đằng sau đó là những nguồn lợi rất lớn đem lại cho ông bộ trưởng bộ công an ông đại tướng tô lâm đơn cử vừa qua bộ công an ra thông tư quy định quản lý theo mã định danh bảng số xe bây giờ lại đòi tiếp định danh bảng số nhà, rồi tiến tới để Bộ Công an với tay quản lý toàn diện nhà nước và xã hội thay cho chính phủ hay sao? Với tình trạng hiện nay, những bê bối trong hàng ngũ công an đang gia tăng ở mọi lĩnh vực, mọi cấp bậc và nhiều theo cách thức thường là đầu trộm, đuôi cướp. Điều đó đã khiến cho người dân có quyền đặt câu hỏi, trong bộ máy thanh kiếm và lá chắn này có bao nhiêu kẻ tội phạm chưa bị lộ? Công luận nhận thấy rằng Ông Tô Lâm hãy bớt tham vọng quyền lực để lo cho chức năng chính của Bộ Công an là bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cộng với việc giáo dục quân lính của ông đứng đắn, tử tế cho nhân dân được nhờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Tô Lâm hãy bớt tham vọng quyền lực cho dân được nhờ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de